Chào mọi người, hôm nay thì Minh Châu sell một số phụ kiện ở cuối năm để cho anh em mình ai có nhu cầu thì ủng hộ ha Như những cái cưa này anh em mình cưa cái kiện này ha, tiện cần làm các công việc mà cuối năm Như mai cần, mai cần à, sung thì anh em mình có thể sử dụng những cái cưa nhỏ như thế này để tiện thì cũng rất là ok luôn anh em Đó, một cái cưa như thế này nó chỉ có 30.000 một cây nha anh em, 30.000 một cây mà bén cực kỳ Cưa là chuyên dùng cho những anh em mà làm thật cao Cưa cành cây kiện này ha 30.000 một cây Tiếp theo là cưa của Barak này nè Barak nha này thương hiệu Barak ở bên trên luôn Bình thường nó là 190 một cây nha anh em ha Hôm nay là 95.000 một cây Cưa cực kỳ bén luôn này thép SK5 nha Cưa Barak thì anh em mình biết rồi Barak hàng Gia Băng nha Đây cưa nhật nha anh em Gia Băng nó hoàng đầy đủ Barak này Bên trên cho anh em mình thấy quá đả luôn anh em 95.000 một cây nha anh em Còn có mấy cây thôi 95.000 một cây Anh em có nhu cầu thì lùm này ha Đó. Cái góc nam châm Anh em có thể làm mình có thể hít các cái góc vuông để mình hàng ha Đó. Cái này nó hít cực kỳ đạ luôn Rất là chắc luôn anh em để mình làm 45.000 một, một cái này 22 kg này 22 kg 45 000 nha anh em. Đây. 12 kg 30 000 anh em. Đó, ok chưa Bộ mụi phay 6.35 12 ly 7 Điều đồng giá cho anh em luôn 195 nghìn ha. Còn cỡ tầm chục bồ thôi Anh em mình nhanh tay ha Kéo này Kéo bình thường thì Ở Minh Châu dòng của tốt này anh em Thép SK5 nha anh em SK5 nha Dòng này thì anh em mình biết là tay cầm cũng bằng kim loại luôn Bình thường những cái tay cầm mà bằng nhựa Thì anh em mình mới sợ bóp nặng tay nó sẽ gãy ha Còn cái tay cầm này là đúc bằng kim loại luôn ha Trực tiếp khóa mở thì anh em mình thấy này khi anh em mình khóa này đẩy lại ha còn bóp đây là từ nó nhả ra luôn của thương hiệu tốt nha tốt thép sk 5 có kèm theo một cái lò xo sơ cua cho anh em luôn ở trong hộp như thế này ha để rẻ cho anh em mình hôm nay là một cây chỉ có 65 000 nghìn nha anh em 65 000 nghìn anh em sở hữu một cây như thế này ha giá hôm nay là nói chung là xả lộ cho anh em luôn đấy 65 000 nghìn một cây anh em mình về tỉa các cành cây kiện này hoặc là cành cây ăn trái thì cũng rất là ok luôn anh em đó, ok chưa hàng của top này sk 5 này ha Đó, kèm theo uh, một cái lò xo sơ cua còn có một loài thôi anh em cái này, này thôi ha rồi ổ khóa này ổ khóa việt tiệp này một ổ một duy nhất thôi của việt tiệp chính hạng nha anh em Đó, 180 bây giờ nó để cho anh em là 85 000 thôi 85 000 nha anh em ổ khóa việt tiệp nha còn có mấy ổ thôi cưa cũng của barack luôn nè anh em cưa này thì xếp ha anh em mình còn có một cây thì ở cửa hàng khách tháo ra để xem anh em cho nên nó rất là dơ ha đó, anh em mình thấy này lưỡi bên trong khi mà bình thường mình có thể sử dụng thì không bao giờ mà kéo ra như thế này được ha đó nó rất là an toàn khi anh em mình sử dụng cầm giật ra là không ra được đâu nhưng mà khi anh em mình muốn mở ở bên trên nó có lệ khóa để cho anh em mình sử dụng luôn đằng sau là cao su này nó rất là mềm tạo rặn khi anh em mình cầm nó không bị trơn trượt ha đó, bấm ở đây ha À, nó vẫn khóa lại này gập không được nha anh em gập lại không được này ha vậy khi mà anh em cắt xong mình bấm vào đây bấm vào đây nha anh em gập khóa lại ok chưa này cái này thì hôm nay để cho anh em mình à, 60.000 một cây nha có một cây duy nhất thôi nó hơi dơ dơ tí do cửa hàng cầm vô cầm ra nha anh em ha 65.000 một cây làm xích từ đồng này 220.000 anh em cũng còn có vài cây thôi anh em làm xích này thì anh em mình về cắt cây cắt cành này ha về ráp vô uh, của tama này anh em mình ráp vô máy mài nhá ráp vô máy mài mình sử dụng có bình nhớt ở bên hông luôn để cho mình sử dụng luôn 220.000 nghìn này anh em ha 220.000 nghìn từ đồng luôn anh em tiếp theo là bồ cụm từ đồng luôn làm dài này ha 16 in nha anh em 16 in để anh em mình gắn những con máy mài lớn cũng được nhỏ cũng được nhưng mà anh em nên gắn những con máy mài 1 tấc 25 bởi vì nó 16 in rất là dài anh em ạ à. mình có thể cắt cây cắt cụi làm các công việc ở trong gia đình mình sử dụng cũng rất là ok luôn anh em Đó, gắn vào một con máy mài để mình từng dùng mình uh, sử dụng ha đây cái lam này anh em thấy cái lam rất là dài nha anh em ha 16 in dài cực kỳ ha có ốp lam có bảo vệ có đầy đủ luôn hôm nay là để rẽ cho anh em mình sử dụng luôn nó còn có vài cây thôi đây. 240.000 nha anh em, 240.000 nha, từ 300 mấy, rồi, rồi sale 280 hôm nay còn có mấy bộ sale luôn cho anh em 240.000 nha. Bộ làm xích từ lắp nè anh em, 145.000 anh em mình về từ lắp ha. Đó, không có lắp sẵn. Bộ này thì từ lắp. 145.000. Làm 12 inch nha anh em ha có xích xích có đầy đủ luôn anh em về về thì chỉ có gắn vô máy mai là sử dụng thôi 145.000 một bồ nha anh em giá quá rồi tốt luôn anh em ạ Đó, đầu cắt tôn này cũng 145.000 một đầu luôn anh em trời ơi đầu này vừa rồi còn một ít thôi chứ mà đầu này là vừa rồi bán rất là chạy luôn anh em ạ đầu bốn mặt đàn ha cuối năm thì anh em mình Ai có nhu cầu nếu mà chưa có công việc sử dụng thì mình có thể mua để dành đầu năm ha. Giá thì quá tuyệt vời luôn, quá rẻ luôn em ạ. Đó. 145 000 một đầu nha. Mình có thể gắn được máy chuyên vít, máy khoan pin hoặc là máy khoan điền cũng sử dụng được ha. Máy khoan điền đây có bát bắn đây ha. Mình sử dụng một bộ như thế này, bốn bạc đạn, rất là tuyệt vời luôn. trong này thì anh em mình chỉ có 145 000 có đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn ha. Tiếp theo là bộ đế cắt này Cho nó luôn bên góc bên này cho nó nó một bên đi qua nhá Của thương hiệu Gia Băng này anh em ha Mai Tăng Gia Băng ha Dòng này thì nói chung là thương hiệu thôi Còn à, nó làm theo công nghệ anh em ạ Nhưng sử dụng thì cũng rất là ok luôn Có đầy đủ bộ phần kết nối cho anh em ha Đây tay cầm khi mà mình cầm mình gạt này ha Máng bảo vệ ở bên ngoài ha Đây là cái giá đỡ Khi anh em mình lắp này có đầy đủ luôn ha cái này là để mình gắn cái thân của gạt te này Ha. cái gạt te này mình đầy lên đầy xuống này, có ê tô để cho mình kẹp luôn anh em. Đây, ê tô này. Ha. Mở ra, kẹp vào rất là chắc luôn cho anh em mình làm việc có sách hướng dẫn của Mai Tăng luôn cho anh em ha. Ốc vít là đầy đủ cho anh em ha. Trong này có hai bộ ốc vít luôn. Anh em mình có thể sử dụng máy một tấc và máy một tấc 25 tấc 50 đều xài được trên một cái đế như thế này ha. Đây, một cái đế mà mình Châu đã lắp hoàn chỉnh như thế này anh em. Để anh em lắp để trưng bày ở ngoài cửa hàng hôm nay lấy cho anh em mình xem này, ok chưa? À, khi mà anh em mình cắt ở trên cái đế này rất là an toàn luôn anh em ạ, à. đây, ha, mình để sắt vô đây, siết ê tô lại, sau đó mình nhấn và cắt thôi, này, bật công tắc, công tắc đuôi hoặc công tắc bóp tùy theo mình miệng là khóa được công tắc thì mình có thể xài ha, như thế này, máy chỉ cần là máy có được hai cái lỗ để bắt tay cầm phù ở hai bên là mình có thể sử dụng rồi, ok chưa anh em? Đó, một bồ hôm nay sao rẻ cho anh em luôn 280.000 một bồ như thế này ha à, Còn có mấy bồ thôi anh em ạ à. Rồi còn bồ đế Cắt gỗ này anh em Cắt gỗ bồ đế này thì anh em mình thấy nè 139.000 139.000 Đế là 805 nha anh em Đế này thì anh em mình thấy nè Đây Minh Châu đã lắp sẵn như thế này Khi anh em mình mua về Nó ở trong một hộp anh em mình từ lắp nha Đây Anh em thấy không nó có đầy đủ các chi tiết như thế này ha tay cầm phù có và mình có thể nâng cao thấp để mình cắt được hết ha chỉ cần gắn con máy mài vô là mình cắt thôi đế thôi không có máy mài nha anh em trong một hộp như thế này đế thôi ha có cự đầy đủ cho anh em mình sử dụng luôn đây không có lưỡi không có máy kèm theo nha anh em mình mua thì có thể mua thêm lưỡi thì bình thường nó khoảng tầm hai ba chục nghìn một cái lưỡi hoặc lưỡi tốt thì khoảng bốn năm năm tùy theo ở Minh Châu bán cũng rất là mềm lưỡi luôn cho anh em mình sử dụng các gỗ này các gạch có đầy đủ như thế này anh em mình cứ vậy là cắt ở nó đậy cặp theo đây ha mình cắt gạch ở những cái đế như thế này có thể sử dụng được máy một tấc 25 nha anh em ha cầm đây máy như thế này và cắt này anh em thấy không cắt ok chưa quá đầm quá bền luôn anh em và ở phần đế bên dưới nó cố định cho anh em mình cắt rất là an toàn luôn ha đó, anh em mình mua một cái đế như thế này chỉ có 135.000 một đế nha anh em. Rồi, tiếp theo là keo này, keo chống dột anh em. Keo này có thể sử dụng ở nhiệt độ cao đều được hết ra à? Ở trời nắng nóng cao trên mái tôn anh em dán càng ok nữa. Cái keo bên trong này nó rất là dày luôn, nó có thể chạy đường vào bên trong, bảo vệ được cái mái tôn của mình không reset không bị dột ha về mùa mưa những khu vực giờ đang mưa thì nó sẽ không bị dột này hoặc là anh em mình có thể dán các cái thùng nước hoặc những cái, cái bồn nước ở trên cao bồn ngàn 500 lít ngàn lít nếu mà bị xì anh em mình có thể sắm một cuồng như thế này đây cuồng nhỏ cũng được cuồng này 5 phân này anh em dài tầm 5 mét ha dài tầm 5 mét thì anh em mình kéo ra và cắt đủ nếu mà anh em mình bị xì nguyên quanh vòng tròn thì mình có thể dán quanh còn nếu mà anh em mà xì khoảng lộ tầm chừng này thì mình cắt như này thôi rồi mình dán lại ở bên ngoài là được thiết kế một cái lớp giấy bạc của thương hiệu thái lan này anh em ít hai ngàn nhá một lớp giấy bạc ở bên ngoài này nó chịu nhiệt và chế độ thời tiết nó ẩm ướt hoặc là nói chung là nó chịu được mọi thời tiết luôn anh em nắng mưa chịu được hết ha để cho anh em mình dán ở trên các cái vùng nước này các khu vực mà mình chứa nước hoặc là chứa những chất lỏng nó có thể bình nó bị lụng bị chạy ra bên ngoài thì mình có thể dán này lại ha rất là tuyệt vời luôn anh em một cuồng như thế này chỉ có 45 000 nha hôm nay sao rẻ cho anh em luôn cuồng lớn thì chỉ có 75 000 thôi anh em cuồng lớn là một uh, 10 phân nha cũng 5 m nhưng 10 phân còn cuồng nhỏ thì 45 000 nhưng mà 5 phân cũng 5 m cho anh em ha để mình sử dụng Đó, ok chưa đá mài này 40 000 một viên như thế này anh em đá mài này mình có thể sử dụng mài dao mài các công việc Tết nhất rồi anh em ạ. À. Mình mài liếc sơ những cái con dao ở trong nhà mình ha. Để mình ăn Tết ha. Mình à, cắt rau củ quả, thịt cá rồi mình để mình ăn Tết này. Đó, một bên là mài nhám, một bên là mài thô này anh em. À, ok chưa? Bên này là mài nhà, mài bén lại này. Rất là mịn, anh em mài cực kỳ bén luôn. Đá thì rất là tuyệt vời luôn, chỉ có 40.000 một viên như thế này anh em mình có thể sử dụng ha. Quá đã luôn anh em bao tay này bao một tay thì à, bao tay hàng hoặc là anh em có thể sử dụng để nhắc nồi được ha Đó, nhắc nồi làm các công việc hoặc những anh em mà làm lò rèn mình cũng có thể sử dụng này ha có 50.000 một đôi thôi anh em ha Đó, mang vô anh em mình sử dụng quá đã luôn da bò nhá đây anh em nhìn này hai lớp bên trong này bên trong nó có lớp nị và cái da bò này thì nó có thể chịu nhiệt da nhân tạo nha anh em nó có thể cắt nhiệt được ha mình có thể bưng nắm rất là thoải mái luôn lò rèn thì mình có thể sử dụng hoặc là cầm những vật dụng mà nóng nhiệt độ cao vài trăm độ c thì mình có thể sử dụng cái này là tuyệt vời anh em hoặc là những anh em làm công việc như đúc ha là mình có thể sử dụng 50.000 một đôi nha anh em rồi về bồ phun sơn thì anh em mình cũng biết là bồ phun sơn của thương hiệu makute này ha đây, phun sơn của thương hiệu Makote này 275 nghìn quá trời bèo luôn Từ 350 nay chỉ còn 275 nghìn VK 71S nha anh em Dòng này thì bình chứa sơn là ở bên dưới này Anh em thấy không Đây, bình chứa sơn ở bên dưới này ha Mình cầm như thế này không độ sơn nha anh em ha Mình thoải mái nghiêng lắc luôn Không độ sơn ha Bình chứa sơn bên dưới nó sẽ hút lên thôi à, Nó chỉ có 275 nghìn một bình Hàng cao cấp luôn Anh em nhìn cái bình phun là thấy là chất lên luôn anh em này riêng về phần các cái, cái, thiết kế ở bên trong này anh em thấy không phần nhôm thì anh em mình nhìn này nhìn ở cái nắp thôi là để thấy ghiền rồi rất là chất luôn của thương hiệu nhật thì anh em mình biết là quá trời đã luôn anh em dày dàng không nhôm rất là dày nhôm đúc luôn nha phần thành của cái nắp này anh em thấy cỡ này thì làm sao mà mà vỡ được đúng không không sợ bào mòn không sợ gãy vỡ đó anh em bên trên nó có tạo một cái lỗ để thoáng khí khi anh em mình phun này ha bình này anh em thấy bình này dài dặn không? quá đà luôn anh em, ha, à, dày mà làm rất là dễ khi mà anh em mình vệ sinh rất là dễ luôn anh em. đây, anh em chỉ cần bỏ vào đây, xoáy qua là nó gài vào cái ngàm đó bên trong nó có ba cái ngàm này anh em, à, mình bỏ vào đây ha, khóa, rồi túp lê ở bên trên, anh em chỉ cần vặn vào đây, ha, Để anh em vàng vào đây để siết cứng vào sau đó sử dụng rất là tuyệt luôn anh em của thương hiệu Makute Nhật nha nên là sử dụng những dòng như thế này anh em mình có đầy đủ ha quá trời chất luôn này để mình siết này khóa mở có bàn chải để vệ sinh này những cái bình như thế này anh em mình phun là bu này các cái phun sơn mà sơn mìn sơn bóng sơn nói chung là sơn khi anh em mình sơn thử một dòng như thế này giá thì hôm nay nó chỉ bằng một Túp lê bình thường thôi anh em ạ à. Nên quá trời bèo luôn anh em Mình sắm một con như thế này với thời điểm này thì quá chất luôn rồi ha à, 275.000 nha anh em 275.000 Đây bình đứng ở bên trên cũng 275.000 này hmm. 275.000 Nhưng mà ở bên này thì nó bình Ở bên dưới thì nó chứa được 600ml nha anh em Còn bình này thì nó 400ml nha anh em 400 ha Bình này thì anh em mình làm các công việc như phun bóng này phun ít hơn làm để cho nó linh hoạt hơn để cho mình nó cơ đồng hơn thì mình sử dụng cái bình nhỏ như thế này nhưng mà chất lượng của bình là cũng rất là tuyệt vời luôn anh em của thương hiệu Maute thì khỏi phải bàn cãi luôn 400 ml còn anh em mình có thể sử dụng để phun sơn nước này phun mà nhiều công việc của mình cần nhiều thì mình có thể sử dụng cái bình 1.000 ha bình 1.000 luôn này ok chưa cũng bình ở bên dưới này anh em đây 310.000 nha anh em. 310.000 hôm nay sale rẻ cho anh em luôn 310.000 này. Bên này bình thường 550.000 nha. Nhưng mà hôm nay là sale rẻ cho anh em luôn. Toàn bộ inox và nhôm rất là chất luôn. Đây, thương hiệu Nhật nha anh em. Quá trời đạt luôn. Rồi. Bây giờ hôm nay mình cho sale một số hàng trưng à, bày ở cửa hàng như thế này anh em mình thấy phù hợp dòng nào Cần dòng nào thì có thể alo cho Minh Châu để Minh Châu gửi đến tầng nhà cho anh em mình à, sở hữu sử dụng nhé Còn anh em ở gần thì mình có thể đến cửa hàng để mình lừa một số phù hợp để mình sử dụng Có thể test thử những cái cưa mà Minh Châu à, đưa ra như cái cưa barack là anh em mình Cưa cực kỳ ngọt, đã cực kỳ luôn anh em ạ à. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi Chào tạm biệt mọi người